màu tím, màu đen, màu vàng và màu tím. Đây là màu sáng các bạn nhé, đừng có nhầm với màu titan tự nhiên. Đây là bốn chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 Ultra mới nhất. Và mức giá của chiếc điện thoại này thì đến bây giờ ở Việt Nam các bạn cũng biết rồi đúng không? Thì mình sẽ để lại về mức giá sâu hơn về mức về những con điện thoại này nha. Đây là tất cả những cái màu mà các bạn sẽ mua được ở Việt Nam. Theo mình biết là có 4 màu. Tuy nhiên là nếu các bạn mua ở web online nhá thì sẽ có thêm. Thêm vào đó thì ở đây thì mình cũng sẽ có hai phiên bản khác nữa. Nghĩa là mỗi một cái màu này của những con Galaxy S24 ấy Ultra thì những con S23 thường hay là S23 Plus cũng sẽ đều có luôn. Chỉ có là cái sắc độ nó sẽ khác hơn thôi. Ví dụ các bạn nhìn cái màu vàng này. Đó, nhìn con S24 thường nhìn như màu trắng luôn. Nhưng mà cái con này thì nó lại vàng hẳn. Nói chung là ngoài cái màu đen ra thì tất cả những cái màu sắc về tím, về bạc thì nó đều same hết các bạn ạ. Ok, nói qua về từng sản phẩm nha. Ví dụ như con Galaxy S24 tiêu chuẩn này thì đây là một con mà mình thấy rất là xinh. Năm nay mày thấy con này nào? Con này nó có bé hơn con năm ngoái không? Năm nay cảm nhận của tôi ấy, con này nó tràn viền sướng hơn. Bởi vì các bạn thấy này, cái phần viền của nó rất là mỏng luôn. Thì với cái con này thì các bạn thấy là tỷ lệ Samsung làm rất là ổn luôn. Nó mỏng hơn nhá. Và phần viền của nó thì sẽ là phần viền nhám luôn. Tất cả con năm nay đều là viền nhám hết. Và nó làm phẳng 100% rồi. Nhưng mà các bạn cầm trong tay thì vẫn sẽ cảm thấy nó không quá cấn đâu. Bởi vì ở những cái phần viền này nó vẫn sẽ có cong rất nhẹ, cong rất gọn thôi. Kể cả trên con Galaxy S24 Plus cũng thế. Cả hai con đều rất là mỏng. Và năm nay thì con này sẽ là 4000 mAh rồi. Và nó sẽ chỉ có sạc nhanh 25W thôi. Trong khi con S24 Plus này sẽ là 5000 mAh và có thêm là 45W. Chỉ có một điều mà mình thực sự hơi tiếc cho hai con điện thoại này, đó là nó đang dùng Exynos 2400. Lúc trước mình nghĩ là Samsung đã khai tử hẳn Exynos rồi, nhưng bây giờ họ vẫn để Exynos ở đây. Và bởi thế nên là có thể chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn để đánh giá về chiếc máy này. Cả hai con này vẫn sẽ có tản nhiệt buồng hơi nhé. Nhưng mà cái kích thước của nó với con này nó sẽ tăng lên là khoảng 1,6 lần. Con này sẽ tăng lên là khoảng 1,7 lần so với những con trước. Cả hai con này sẽ đều có AI hoàn toàn nhá. Và viền của nó thì sẽ là viền nhôm. Đây, cái viền nhôm này thì nó nhỏ các bạn ạ. Còn ở đây thì chúng ta có viền titan rõ rồi. Nhưng mà cái viền titan này thì hoàn toàn không phải là viền bóng nha. Phần viền titan này của con này nó sẽ là nhám hoàn toàn thay vì bóng. Và cảm quan của mình thì con này cầm cấn tay hơn. Nó nhẹ hơn một tí thôi. Mình á thì mình thấy cái màu bạc này mình không thích lắm. Nói chung là các cái màu signature này thì Thành mới thấy mày thích màu nào nhất? Màu titan tự nhiên. Anh thích, nói chung là anh chỉ thích hai màu này thôi. Năm ngoái S24 Ultra có màu này rất là đẹp này. Đó. Còn nhìn chung là về những tính năng của những chiếc máy này thì các bạn chỉ cần lưu ý một vài điều thôi. Đó là năm nay thì khác với hai con tiêu chuẩn bản base thì những cái bản Ultra này nó sẽ đều sử dụng con Snapdragon 8 Gen 3 để những cái AI nó hoạt động tốt hơn. Thế các bạn nghĩ sao về dòng Galaxy S24 mới thì các bạn đừng quên để lại ý kiến ở phía bên dưới nha. Cá nhân mình thì mình lấy con này cho nhanh.